thấy cũng vắng lắm, vắng. Và thì mình theo cái bước mình đi tới nha, thì cái tiệm này là bán hải sản, tiệm này hải sản cũng có tiếng, sàn hang, và tiệm này nổi tiếng lắm mấy bạn, cũng có chi nhánh rất nhiều, hả chứ, gọi cho YouTube, when you go in, go around, thấy cũng nhiều, đồ tùm lum, holy let's go, we walk around, let's go, đây thì có cái đài sân khấu đây, thì có những cái ngày lễ đó mấy bạn, ngày lễ như là July 1st hoặc là cái Tết ta của mình, thì trước một tuần á, cái Tết ta của mình ở đây đông lắm, mấy bạn cũng nên xuống đây trong cái mùa Tết nguyên đáng của mình á, thì những cái mô của Trung Quốc, mô như là Phật xếp các mô, các mô của cái khu bên Scarborough đó, họ celebrate lớn lắm chợ Tết. Thì theo cái bước của mình đi. Thì cái mô này cũng, cái design cũng khá đẹp mấy bạn. Thì nó có 2 tầng. Thì bây giờ mình đang đi mới, mình mới vào, thì mình cũng theo cái bước chân của mình nha. Rồi để giới thiệu cho mấy bạn cái mô này là có bán những gì. Thì ở đây á, là bán công ty du lịch nha. Có những cái tour đi Cuba, có những cái khu mà đi, cái tour đi Cancun, là Cancun hả? Cái tour đi Cuba, thì cái tour bên đây là đi về Cancun, Thì có nhiều tiệm cũng chưa mở nữa mấy bạn, Đây, cái là cái căn tiệm này, Splendid Canada Travel, Thì có những cái tour đó mấy bạn, Như là muốn đi về những cái vùng miền Trung Đông, miền nhiệt đới, Florida, Cuba, Cancun, thì mấy bạn tới đây, Jamaica as well, thì tiệm kế bên đây là tiệm nail. Thì ở đây đó, có thể nói là tiệm nail ở đây đó, phần đông không phải người Việt của mình mở đâu mấy bạn. Thì chắc cũng do mấy người cô trẻ mà người Trung Quốc đó, thì cũng không biết là cái nó gọi là làm đẹp không thì mình không biết. Thì coi như là cũng có đầy đủ hết. Thì có những căn tiệm sửa computer, rồi tiệm mà làm như là tiệm này là xin tiệm này là làm passport cho người ta, chụp hình passport. Thì đi tới nữa là theo bước chân của mình đi tới. Những căn tiệm này là làm passport, chụp hình passport. Vắng lắm phải không mấy bạn? Có cảm thấy vắng không? Mình đi hiện đang đi tới cái hàng này, không có một người khách, không có một người, chỉ có mình và ông và người bạn ở sau đây nè, ở sau lưng mình này, là đang làm YouTube. Thì mấy người tiệm là tiệm bán nhang, tiệm nhang những cái bán nhang, bán đèn cầy, bán những cái đồ mà để mình cúng quải đó mấy bạn, trong cái mùa đạo Phật của mình đó. Thì có nhang, có đồ chân ông bà, có cái tủ thờ đây nè, là chân ông bà, có bán tất cả hết, là về những, có bán những cái giấy mà đốt cho mấy người mà quá khuất á, đủ thứ hết, Rồi ở đây là tiệm mắt kiến thì đủ hiệu, mấy bạn muốn tìm hiệu gì đều, hiệu gì á, hiệu brand name đều có hết. Tiệm này là nhang đèn nhiều lắm mấy bạn, mấy bạn có thấy không, tủ nhang nè, nhang mấy bạn muốn loại gì cũng đều có hết, đủ các giấy tiền, coi như là đủ tất cả hết, thì cái giá tiền cũng khác. Và tới là mình muốn dán những cái liễn á, những cái hỷ liễn á, để dán tới ra, ở dưới đây cũng nhiều lắm mấy bạn. Thì tới đây là những cái tiệm bán mang mấy cái áo sẫm, thì cũng nói là đang cho mướn nè, tiệm này cũng là chấp lắp rồi, đóng cửa rồi, thì đang tiệm cho mướn đó, 150 thước vuông, có số phone này kia cho mướn.
thì có bạn Việt Nam mình có người có mấy bạn nào hứng thú không xuống đây mở tiệm mở tiệm bánh mì cũng được nữa. Yeah, xuống đây thêm tiệm nail nữa nè mấy bạn, thấy không? Nail là toàn là mấy người Trung Quốc làm không á. Thấy cũng dáng, rất là dáng. Mình cũng surprise, mall này rất dáng. Đẹp thì rất đẹp mấy bạn. Cái mall này là khỏi chê. Nhưng mà mấy bạn cũng biết, thì theo như người qua mình, người từ xưa tới nay đó, là mình mở tiệm hoặc mở mo thì nó cũng phải đúng một cái phong thủy, đặt ở đâu, cái đất ở đâu, nằm ở vị trí nào, hướng đông tây nam bắc, phong thủy hướng nào để mà mình mở một cái tiệm, một cái mo. Thì cái tiệm này là từ mở tới giờ là mình cũng có một số bạn cũng có mở trong đây nè, mấy bạn mở tiệm vàng thì nói là chỉ là ngồi không, chỉ dòm thôi, chứ không có đếm được một hai người khách tới nè. Ế lắm. Với một cái nữa là người ta ở đây á, con đường này là đã có hết, phải xét việc rồi, phải xét việc mò. Thì bây giờ cái mò này mở ngang mặt đường lộ nữa, hỏi làm mình mở sao, người ta hỏi làm sao mà có khách. Giống như người ta nói là một cái núi không có thể có hai con cọp. Không có thể dùng được hai con cọp. Đó mấy bạn thấy không? Tiệm nhiều không? Tiệm nhiều lắm. Có một số tiệm là đã đóng cửa rồi, for lease. Như đây góc này nè. Như cái góc này mình đang đi tới nè. Như cái góc này nè. Đâu? Để cái camera đưa bên đây. Như cái góc này đưa tới nè. Để for lease là coi như ế lắm mấy bạn. Nhiều tiệm ga. Có vô có ga, nhưng mà cái ga nhiều lắm. Không có thấy vô. Đây, thêm một cái nữa đây. Cũng đang đóng cửa. Thôi Việt Nam của mình vô đây đi hả mấy bạn, vô đây đi là một cái Cana, là một cái Toronto Phước Lộc Thọ, thay vì là ở bên Cali hả. Mình qua đây mình làm một cái chợ cái shopping của người Việt Nam đi. Phước Lộc Thọ bên North America. Cái sạch sẽ lắm, không có người, nó có cái sạch sẽ, không chen lớn, nhưng mà không có khách. Mình đi các mình đi mò nào cũng thế, là cái kiếm mà để phát hiện á là chen lớn lắm, nhưng mà cái mò này là coi như phi trống lỏng. Tới nữa, cũng tiệm này cũng vậy nè, bán những cái túi xách nem, nhưng mà cũng không có khách mấy bạn ơi, vắng quá, vắng tanh. Đây thêm một căn tiệm nữa là tiệm thuốc bắc, đây, tiệm thuốc bắc nữa, đông khách lắm. Như mình nói trong cái YouTube trước á, là thuốc men, dầu gió, hải sản, sâm đại hàng, sâm Trung Quốc, sâm tất cả trồng ở bên đây, thì mấy bạn mới phải nhất định là phải xuống dưới khu này. Cái khu này là coi như đều có tất cả. Đây thêm một cái quán nữa, hải nằm phần
Dạ, yeah, căn tiệm này cũng nổi tiếng về Hải Nam Cây Phàn. Hải Nam Cây Phàn là bên cái hướng bên Trung Quốc á. Hải Nam, người Hải Nam á, thì làm cái món cơm gà này cũng nổi tiếng lắm, ngon. Dạ. Yeah. Tiệm tóc, tiệm quần áo đẹp cho mấy bạn. Quần áo rất đẹp mấy bạn ơi. Thấy mấy cái túi xách, mấy cái tiệm theo, quá đẹp luôn. Đầy đủ, bóp, túi xách cũng rất đẹp. Thêm một tiệm mắt kiến nữa đây, thêm một tiệm cũng là police nè mấy bạn. Đây, tiệm police thấy không? Yeah. Yeah. Việt Nam mình xuống này mở đi. Trời ơi làm ơn, xuống này mở mấy cái tiệm bánh mì đi. Bỏ mấy cái tiệm bánh mì ở trong cái mall này đi. Thì theo tôi thấy chắc là cái mall này là sẽ nổi lên liền. Tiệm ở đây, tiệm quần áo không, nhưng mà có một cái đó, quần áo ở trong này xấu lắm mấy bạn, xấu lắm, còn thua mấy cái đồ Tây, thua mấy cái tiệm Tây, đồ toàn là đồ Trung Quốc không, đồ Trung Quốc. Ok, follow me. Yeah, để đi tới nữa, thêm một căn cũng đóng cửa em, mấy bạn ơi, rồi đóng nhiều lắm, ở đây làm ăn không có lên. Có nhiều căn đã mở mà còn không, giờ còn chưa có mở cửa nữa. Đây, tiệm sâm. Yeah, tiệm sâm. Yeah. Vắng lắm, vắng lắm, vắng ơi là vắng. Yeah. Vắng. Yeah, thì you facing up. Yeah. Your camera facing up look nice. Yeah, we go up. Yeah. Thì bây giờ mình đang lên cái tầng trên này mấy bạn, để coi làm thêm cái video coi là trên trển có tiệm gì không, có cái gì không, có gì lạ không ha. Thì cái này là cái tầng trên thì cũng vậy thôi. Nè, tiệm này chắc cũng là Tân Trang lại làm mở tiệm khác rồi. Yeah. Tiệm này thì có mấy bạn nào mà thích về những cái gắn, những cái dụng, những cái vật lạ vô xe đua, những tất cả mà về xe đó, là tiệm này cũng expert lắm. Yeah, Hair Resort. Yeah, mình có tới mua cái cặp đèn. Yeah. Đồ lạ nhiều. Chuyên về xe, yeah. Đồ treo xe, dầu thơm xe, ống bô xe, những cái mà để tân trang lại đó, tân cũng như là cải tiến lại, yeah. Là vô tiệm này. Này tiệm này là tiệm sâm, môi, everything. Đây thêm một tiệm nữa, là về, wow. Thì cũng về xe. Vắng lắm bạn. Ở tiệm này cũng vắng. Bên này cũng không có người nữa nè. Now it's a food court. Đi qua bên tới đây là cái hàng food court. Thấy vắng tanh mấy bạn. Không có người. Không có một con. Không có một người nữa. Không biết hỏi sao mà họ sinh tồn được nữa.
Tiệm này đó là về đánh bóp. Đánh bóp tôi coi như là bao gồm 500 đồng mà được 600 phút. 600 phút. Ok, thì đó, nó gồm bao gồm nhổ chân mày, ngâm chân, cạo gió, đánh bóp và ống hơi, ống giác lưng. Yeah. Thì cũng đang đóng cửa rồi mấy bạn, không có người, không có người nha. Yeah. Không có người. Yeah. Tiệm này hồi xưa mình có tới đó, cũng họ giỏi về giỏi, mấy người bên Trung Quốc giỏi về những cái mà châm cứu, đánh bóp, ngâm chân, mấy cái đó họ giỏi về cái đó. Tiệm này cũng không biết bán cái gì nhưng mà không thấy người, không thấy người. Em mấy bạn coi này, cái food court Tom. Ê, food court none business. Trời ơi, nói là cái mò giờ này á, bữa nay là thứ bảy đó mấy bạn, gần đâu coi 2:30. Thường thường ngày giờ này đặt nghẹt hết, đi mò nào cũng thế. Mà cái mò này như chết luôn mấy bạn, không có một người. Coi này, mình đang đây chỉ có 2 người thôi nè, mình với bạn mình á, chứ ngoài cái không có người khách nè. Dân từ ở trên video xuống dưới lầu thấy thưa thớt.